ba điều giúp con người cao quý hơn. Cao nhân xưa đã chỉ dạy, có ba điều giúp con người cao quý hơn. Đó là con người phải biết cao ở nhẫn, quý ở thiện và hơn nhau ở ngộ. Nói con người cao ở nhẫn, trong mọi việc đều có thể nhẫn, thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện, trong cuộc đời luôn tích đức làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Con người hơn người khác ở chữ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Duy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi ngàn năm. Người mà hạ thấp người khác để nâng mình lên, hay nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác, thì đều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng. Người mà khiêm tốn cung kính, nâng người hạ mình mới là điều mà người quân tử hướng tới. Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi, người nhiều lo lắng thì ắt sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức. Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính. Đối với người ác, người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với người bạn thì phải độ lượng. Đối với người tài thì phải khiêm tốn. Đối với người hèn yếu thì phải khoan dung, giúp đỡ. Chữ nhẫn trong đạo Phật. Người xưa thường hay nói một điều nhịn là chín điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chỉ cần chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Mà khi mà đã cháy thì sẽ khó mà dập được. Nhiều người không hiểu sẽ nói nhẫn là nhục lắm. Đó là sự đè nén chịu đựng. Nếu vậy thì đó chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhịn chính là cái cột để chống đỡ cho tinh thần đua tranh. Nếu lúc nào mà cũng chỉ nghĩ đến sự nhẫn nhịn thì thắng không kêu, bại không nạt, có thể tiến, có thể lùi theo ý muốn của mình. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do cái sự sân giận đem lại. Và khi sự sân giận mang lại hầu như không có kết quả tốt đẹp, như câu ngạn ngữ giận quá mất khôn mà chúng ta từng nghe rồi đấy. Chữ thiện trong Phật giáo. Thiện và bất thiện là những tiêu chí để đánh giá đạo đức. Trong Phật giáo, thiện và bất thiện có liên hệ mật thiết đến những trạng thái tâm lý. Nói cách khác, thiện hay bất thiện không chỉ thể hiện qua việc làm bên ngoài, không chỉ liên quan tới ý nghĩ, lời nói và hành vi, mà còn được nhìn từ những trạng thái tâm lý. Thí dụ như là sự chán nản, thất vọng, buồn phiền có thể được xem là bất thiện, trong khi sự tinh tấn, hoan hỷ, an vui, tự tại thì lại được xem là thiện. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng các trạng thái tâm lý này có những ảnh hưởng nhất định đến lối suy nghĩ, lời nói và hành vi. Những trạng thái tâm lý tích cực có thể đưa đến những lời nói hay hành vi tích cực. Và ngược lại, những trạng thái tâm lý tiêu cực có thể đưa đến những hành vi và lời nói tiêu cực. Chữ ngộ trong Phật giáo. Con người miêu tả cuộc sống như một giấc mộng. Ngay cả giáo lý Phật gia cũng cho rằng chỉ duy nhất việc tu luyện mới có thể thực sự đánh thức con người khỏi giấc mộng. Do đó việc thức tỉnh của con người chính là ngộ hay giác ngộ. Vậy để trở thành một con người hội tụ đủ nhẫn, thiện và ngộ thì chúng ta phải làm gì? Đó là khi đắc ý hài lòng thì đừng quá cuồng vọng. Cuồng vọng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại, là mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý thì đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng. Yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xét xem nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không làm là được rồi. Đừng quá khắt khe, đòi hỏi ở người khác. Những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Đừng quá khắt khe với bản thân. Những việc không muốn thì cũng đừng áp đặt bản thân.
hãy cứ để tự nhiên. Phải nhớ, một khi tâm bình thì khí tất sẽ thuận, tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối. Tâm thái một người bị mất cân bằng thì mọi sự ắt sẽ bị lệch lạc đi. Vạn vật trong xã hội loài người đều phải ở trong cái sự bồi dưỡng, hun đúc mà có phẩm chất tốt đẹp hơn. Con người cũng vậy, sống trên đời phải thời thời khắc khắc nhắc nhớ bản thân, tu dưỡng thành người thượng đẳng, cao quý.